Sáng ngày 19 tháng 9, Ban chỉ đạo 138 huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự giai đoạn 2016-2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện chủ trì hội nghị. Trên địa bàn huyện Nghi Xuân hiện có 17 hội đồng tự quản, 149 ban tự quản và hơn 1.000 tổ tự quản ở cơ sở. Nghi Xuân đã tổ chức được gần 500 cuộc tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 70.000 lượt cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia. Tổ chức gọi hỏi răn đe trên 5.000 đối tượng hình sự ma túy, hoãn thi hành án, tái hòa nhập cộng đồng và đối tượng chấp hành án treo trên địa bàn. Tiến hành đưa ra xét xử lưu động gần 100 vụ án hình sự. Lực lượng công an đã tổ chức 91 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân và tiếp thu hơn 1.000 lượt ý kiến đóng góp xây dựng từ nhân dân. Thông qua tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, lực lượng công an đã tiếp nhận hàng trăm tin báo quan trọng phục vụ công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương những thành tích đạt được trong công tác triển khai mô hình tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2016-2022. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự đã phát huy được vai trò trong công tác đảm bảo an ninh xã hội. Mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi thôn xóm đã có đóng góp tích cực trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ban ngành, các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, thực hiện công tác xây dựng phong trào, bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời động viên những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở địa phương, định kỳ tổ chức đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của các mô hình, sơ kết tổng kết, khắc phục những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện mô hình tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2016-2022.